chưa ạ? Chúng tôi đã đặt phòng rồi. Dạ mời vô. Dạ. Hiếu. Trời ơi, bác. Bác ơi. Hiếu. Má. Con nói đi. Má. Giữa má cho cô ta. Con chọn ai? Má. Má. Má bình tĩnh. Má bỏ miệng chai xuống rồi nói chuyện má. Bác ơi. Bác bình tĩnh đi bác. Bác bình tĩnh đi. Nếu như con thương thằng Hiếu thì hãy cứu nó trong lúc này. Con. Đừng để nó rơi vào hố sâu một lần nữa. Hiếu. Mày nghe lời má mày đi. Đi về đi. Má. Mình về nhà nói chuyện má. Không. Chẳng thà má chết. Đau một lần rồi thôi. Má không cam tâm nhìn con quay lại con đường cũ. Má. Má bỏ xuống đi, mình về nhà rồi nói chuyện má. Không. Bác. Con nói ngay bây giờ. Con nói đi. Má hay là cô ta? Bác ơi con xin bác. Câm miệng lại. Ở đây không có chuyện của con. Thôi được rồi. Con về với má. Má bỏ xuống đi. Nha má. Cô nghe đây. Nếu cô... Bác ngồi xuống đây nghỉ một chút đi. Để con xuống canteen á. Con nấu gì cho bác ăn? Thôi thôi, bác không ăn đâu con. Hả? Trời ơi, trời ơi. Ôi, trời. Dạ. Dạ, dạ con xin lỗi. Mà ba bị sao vậy mà ba? Bị sao? Nói con nghe coi. Thôi con. Thôi đi. Anh làm gì bước vô sấn xà sấn xác vậy? Nè. Có chuyện gì rồi nói sao đi. Để cho bác nghỉ ngơi đi đã. Nè, Út Mót. Dạ. Thằng Hiếu nó về chưa? Dạ, nó về rồi mà ba. Nhưng mà nó nói với con á, kêu Quý chăm sóc cho mợ. Còn nó đi nữa rồi. Dạ. Chắc chắn con nhỏ nó đã bỏ bùa thằng Hiếu rồi. Bác đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Bây giờ con đưa bác vô phòng nghỉ ngơi nghe. Thôi được rồi con, bác tự đi được con. Cẩn thận đó mợ. Thôi được. Dạ. Rồi, để mợ tự đi. Dạ. Dạ. Ê, nói tôi nghe coi, có chuyện gì xảy ra vậy? Bác kêu tôi chở qua tận chỗ Chiêu Dương, rồi gặp thằng Hiếu trong đó, bác tức quá bác đập chai rượu, bị thương ở tay nè. Trời ơi, lại là con nhỏ đó nữa. Nó toàn là gây họa cho nhà tôi không à. Thằng Hiếu với mà ba tôi mà có chuyện gì hả? Là tôi không tha cho nó đâu. Tôi sẽ... Thôi. Mọi chuyện chưa đủ rối thì sao mà anh còn làm rối tung lên nữa. Anh về chỗ làm việc đi. Tôi đi đây. Alo. Alo, Trúc Trà hả? Dạ đúng rồi ạ. Anh là Út Mót, là anh họ của anh Hiếu đây. Dạ, em chào anh. Anh gọi em có chuyện gì không? Có chuyện lớn rồi Trúc Trà ơi. Có chuyện gì vậy anh? Chiều nay á, má của em lên đây. Mợ ba đi tìm thằng Hiếu ở chỗ Chiêu Dương. Nghe nói mợ giận rồi đập đồ, tay của mợ bị thương, máu ra quá trời luôn. Rồi má em có sao không anh? Anh Hiếu có chăm sóc cho má em không? Nó đi mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn con mình mà ba ở trong phòng mà. Anh cũng không biết phải làm sao nên mới gọi cho em đây nè. Dạ, anh cúp máy đi, em tới liền nha. À.
Alo, Trúc Trà hả? Anh nghe đi. Anh Quý à, em có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Em nói đi. Anh có thể chạy xe tới nhà đón em qua thăm má được không? Em biết chuyện rồi hả? Ai nói gì cho em sao? Dạ, là anh Út Mớ. Em lo quá à. Em muốn đi mà trời tối, em không dám đi một mình. À, em yên tâm đi, bác cái không sao đâu. Thôi được rồi, em ở nhà đi, anh chạy qua đón em nghe. Dạ, em cảm ơn anh. Tối rồi con còn đi đâu vậy? Dạ, ba cho con qua má một chút nha. Có chuyện xảy ra với má rồi. Má xảy ra chuyện gì? Dạ, nghe nói là má tới chỗ của Chiêu Dương rồi đập phá đồ đạc, tất cả mọi thứ lộn xộn hết. Bây giờ má bị thương nữa đó ba. Con không được đi đâu hết. Mặt xác bà. Dạ, con chào bác. Ba, đó là má của con mà ba. Ta đừng có vô tình quá như vậy được không? Ta không cho thì con cũng đi. Mày đi theo bả thì mày đi luôn nha. Con xin lỗi ba. Mình đi anh. Dạ, con chào bác ba. Dạ. Mày đi luôn đi. Trúc Trà. À, má ơi. À, dạ bác, không phải con nói đâu. Anh Út Mót gọi điện thoại cho Trúc Trà đó bác. Má, má đừng la anh Quý. Khi con nghe tin bà đã nhờ anh chở con qua đây á. Má ơi, tay má có bị sao không vậy? Có đau lắm không má? Má không sao đâu. Dạ, con xin phép con về phòng. Ừ. Có chuyện gì bác nhớ gọi cho con. À, cảm ơn con nha. Dạ, anh đi nghe Trà. Má, má nằm xuống nghỉ ngơi đi. Má ngồi được rồi, ngồi xuống đây đi con. Má không sao đâu con gái, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Má, má lên sao má không cho con biết? Má nghe con gọi điện là má thu xếp đi liền. Má tới gặp anh Hiếu với Chiêu Dương đúng không má? Anh Hiếu con sai rồi. Vết thương này chảy máu rất nhiều, nhưng không bằng vết thương đang rỉ máu trong tim của má. Má, má đã nuôi anh con từ nhỏ, coi nó như con ruột của má. Má đã hứa với ba của thằng Hiếu là nuôi dạy nó nên người. Đã một lần vấp ngã rồi, tại sao nó lại không biết chứ? Bác! Trời, bác ơi! Giữa má và cô ta. Má, con chọn ai? Má, má bỏ xuống đi, mình về nhà rồi nói chuyện má. Tôi sẽ dùng cái mạng này nói chuyện với cô. Tôi chết cho cô coi nè. Trời ơi, má, bác ơi. Má, bác ơi. Bà ấy ghét mình đến như vậy sao? Nếu có mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con đúng không mẹ?
Anh Hiếu là người yêu đầu tiên trong đời con. Con yêu ảnh rất nhiều. Con chỉ ước mơ được làm vợ của ảnh. Ước mơ của con sẽ trở thành sự thật. Má sẽ làm bằng mọi cách tách anh con ra khỏi con nhỏ đó. Má sẽ tác hợp cho hai đứa. Hạnh phúc của hai con bây giờ là lẽ sống của má. Thật lòng con không hiểu tại sao anh Hiếu thay đổi nhanh như vậy. Đàn ông mà con, khi mà họ buồn á thì có một người bên cạnh chiều chuộng, cùng họ giải sầu, lại biết cách thương yêu, cho nên họ sa ngã là chuyện thường con à. Liệu con và má có thể kéo ảnh về nhà được không? Anh còn là đứa có hiếu, nó coi má như má ruột của nó vậy. Kỳ này má quyết định làm vậy để cho nó hồi tâm chuyển ý. Có má thật là hạnh phúc. Nếu bây giờ mà không có má, con không biết phải làm sao nữa. Má sẽ bên cạnh con mọi lúc mọi nơi. Má à, đêm nay má cho con ngủ với má nha. Hai má con mình có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Con sợ ba con la sao? Ba la con cũng chịu nữa. Ba biết con qua đây với má mà. Dạ chào. Dạ chào anh. Lấy cho tôi phòng VIP rồi kêu mấy em đào trẻ đẹp đào mới nghe. Dạ dạ mời anh. Dạ. Hôm nay tôi có được hân hạnh gặp bà chủ không? Dạ cô chủ đang trên đường tới, khi nào cô tới tôi sẽ báo lại. Ừ. Dạ mời ông. Dạ. Vô. Vô. Em. Anh xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Thì hôm qua má anh tới đây đó. Chỉ cần anh đừng rời xa em, dù có chuyện gì xảy ra em cũng có thể chịu đựng được mà. Không biết cô chủ Chiêu Dương dùng bằng cách nào mà cậu Hiếu bây giờ ngày nào cũng rủ anh tới đây, đi chỗ khác thì lại không chịu. Tới đây được bà chủ xinh đẹp tiếp đón, muốn gì có đó, ngu sao không tới. Rồi cạn ly nha. Cạn ly nha. Em mời mọi người. Mời rồi, mời mọi người nha. Vô. Vô. Vậy là đêm qua thằng Hiếu nó vẫn không về. Con cũng không biết thằng Hiếu nó đang nghĩ gì. Tại sao nó lại hành động kỳ quặc như vậy? Bác đã cố tình làm dữ với nó như vậy, tưởng nó sợ nó sẽ rời bỏ Chiêu Dương. Ai ngờ. Bác, trước đây thằng Hiếu là một đứa biết suy nghĩ, lại là một đứa có đức có hiếu. Tại sao lần này nó lại tuột dốc không thắng lại được? Hết cách rồi. Bác phát điên vì cái thằng con trai này. Chuyện của ba Trúc Trà chưa giải quyết xong, bây giờ đến chuyện của nó. Bác thiệt là rối quá. Dạo gần đây thằng Hiếu nó bỏ bê công việc, để một mình con ở nhà máy. Con nói với nó thì nó nói là nó đang rất buồn, nó không có tập trung gì được vào công việc. Không được, bác phải đến tìm con nhỏ nó một lần nữa. Con đưa bác đi nha. Bác nè, giờ con sợ bác tới đó lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa. Không sao đâu, lần này bác suy nghĩ thấu đáo rồi, bác sẽ bình tĩnh hơn. Bác muốn gặp và để nói chuyện với nó. Nếu như con thấy ngại, bác sẽ đi một mình. Dạ, để con đưa bác đi. Dạ chào anh. Ba tôi ở phòng nào vậy? Dạ phòng VIP 2 ạ. Ok.
À, chào ba, chào ông chủ. À, hôm nay có chuyện gì vui mà cô thấy hai người dậu sớm quá vậy? Ngồi đi. Dạ. Anh uống nữa nha. À, hôm nay ba với ông chủ ao quẩy tới đây để ăn mừng chuyến hàng đầu tiên xuất qua Đài Loan thành công. Wow, vậy thì mình phải ăn mừng chứ. À, chúc mừng ba. Dạ mời ông chủ. Chúc mừng ông chủ. Chúc mừng. Lần này nhất định con phải mời cô chú quán xinh đẹp tới đây để ông chủ ao quẩy gặp mặt. Nếu không á, ông ao quẩy sẽ ấm ức mà chết. Không đùa đâu. Chứ con khá là hiểu ý tôi thôi. Đàn ông mà, ai mà không mê cái đẹp chứ. Dạ vậy thì được. Chờ con một phút 30 giây thôi, con sẽ kêu chị Dương qua đây để gặp ông chủ. Rồi vô. Ê, bà không được vô. Mẹ, tôi nói mẹ, bà không được vô. Làm gì dữ vậy? Tôi nói bà không được vô. Được rồi, tôi không vô. Nhưng phải gọi Chiêu Dương ra đây cho tôi nói chuyện. Chiêu Dương đâu rồi? Chiêu Dương! Bình tĩnh đi bác. Bà không nghe bảo vệ nói sao? Bà không được vô đây. Chiêu Dương đâu rồi? Gọi Chiêu Dương ra đây. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào ngoài này vậy? Ủa? Bà này hôm qua tới đây đập phá đồ lung tung hết. Bây giờ bảo vệ không cho vào. Nè bà kia, chỗ này là chỗ làm ăn của người ta, tính tới đây làm loạn hả? Tôi biết, con trai của tôi đang ở trong đó. Tôi muốn nói chuyện với nó. Gọi nó ra đây, hoặc gọi Chiêu Dương ra đây cho tôi. Bác. Võ Hiếu hả? Đúng rồi đó, đây là má của Võ Hiếu. Bác em muốn nói chuyện với Võ Hiếu và Chiêu Dương. Cái chuyện gia đình của mấy người á thì về nhà mà giải quyết. Còn đây là chỗ làm ăn, đừng có làm hồn, ok? Mày. Dạ. Tuyệt đối không được cho mấy người này vô. Dạ. Nhớ nghe, mày cho vô là tao chặt que cái giỏ của mày. Dạ. Chiêu Dương, Chiêu Dương đâu rồi? Cô chủ không có tiếp bà đâu, bà đi về đi. Chiêu Dương đâu? Nè, ra đây. Thôi được rồi, bác. Chiêu Dương, Chiêu Dương. Bác ơi, về đi. Nè, bà đi về đi. Mày làm gì vậy? Bác à, bác. Chiêu Dương. Thôi bác à, bà không có được làm bộ ở đây. Chiêu Dương đâu? Bà ta tới đây làm gì nữa chứ? Mẹ của Võ Hiếu quậy la sùm ngoài kia kìa. Tôi biết rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh đã dặn bảo vệ không cho bà ta vào đây rồi. Tất đúng cả là cũng khó tại chịu. Em. Sao tại tôi? Cái thằng đó thì nói được cái gì? Nó chỉ mang đến phiền toái cho em thôi. Còn trong khi anh nè, hết lòng hết dạ với em, chỉ cần em gật đầu đồng ý thôi, anh đem trầu cao qua hỏi cưới em liền mà em lại không chịu. Tào lao, tôi chưa muốn lấy chồng. Tao bỏ đi. Tôi vô báo cho cô biết bà đi về rồi. Vậy đó hả? Cảm ơn anh. Dạ rồi. Ờ, anh quên báo cho em biết, ba anh với lại ông khách VIP đang ở bên phòng VIP. Em qua bển chào hỏi một tiếng đi. Thôi được rồi. Mời anh. Ông chủ, người mà ông chủ muốn gặp là đây. Này, còn đúng là có mắt nhìn người. Ông mà quậy thấy sao? Em sao vậy hả? Tôi chóng mặt quá. Dạ xin lỗi ông chủ, xin lỗi ba. Dạ Chiêu Dương hơi mệt nên cô đưa cô ấy về phòng nha. Em ngồi xuống đi. Anh Quốc đâu? Lấy giùm tôi chai dầu, nhanh lên. Em thấy trong người sao rồi Chiêu Dương? Ủa, cô chủ bị sao vậy? Tôi không sao đâu. Không sao cái gì? Không sao mà sao em mệt như vậy? Hay là anh đưa cô chủ vô bệnh viện đi. À đúng rồi, tôi hay là anh vô bệnh viện. Tôi không sao.
Em không sao thiệt chứ? Bây giờ tôi muốn về nhà. À, anh đưa tôi về nhà ngay tức khắc. Lấy cái áo giùm tôi nhanh lên. Lấy tôi cái áo. Anh đưa em về nhà nghe. Tôi lạnh quá. Lẹ lên. Về đây. Cô chủ có sao không cô? Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bây giờ anh về được rồi. Nhưng mà em thấy ổn chưa? Anh lo cho em quá. Tôi ổn rồi. Anh cứ về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Làm sao mà anh có thể bỏ mặc em trong lúc này được? Lỡ như em có chuyện gì thì sao? Tôi đã nói là tôi không sao. Có gì giúp việc trong nhà mà. Ừ, vậy thôi anh về. Có gì thì gọi điện thoại báo anh biết liền nghe. Cô chị đó, nhớ chăm sóc cô chủ nghe. Dạ. Có gì thì gọi báo cho tôi biết liền. Dạ. Cô, tôi đỡ cô lên phòng nha. Thôi được rồi, chị pha tôi ly nước cam. Dạ. Nhanh nhanh lên nha. Dạ. Em nghĩ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không, tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Tại sao? Tại sao lại xuất hiện? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Em sao vậy chú Dương? Tôi chóng mặt quá. Dạ chú Dương hơi mệt, con đưa cô ấy về phòng. Là cô ta, chắc chắn mình không lầm người. Dạ mời ông chủ. Mời cậu. Hình như là ông có quen Chiêu Dương à? Cậu biết cô ấy lâu chưa? Cũng mới biết đây thôi. Còn tôi thì biết cô ấy lâu rồi. Giờ thì ông muốn gì ở cô ấy? Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cô ấy được không? Chiêu Dương là một cô gái mà tôi rất thích. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô ấy như là một người quen cũ mà thôi. Có thật vậy không? Thật mà. Được. Để tình ông làm bạn chung với ba của tôi. Tôi sẽ cho ông số điện thoại của cô ấy. Ok. Nhưng mà ông phải hứa, không được phép làm phiền cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn gặp ông. Ok. Tôi hiểu mà. Bye. Bye. Hiếu, con nói đi. Tại sao con sao nông nổi này? Con đã từng cố gắng rất nhiều để trở thành một người tốt, biết quan tâm đến mọi người. Nhưng cuối cùng con được gì hả má? Được hay mất là do bản thân con cảm nhận. Con lớn rồi, phải biết sống tử tế. Đừng làm phiền lòng người thân chứ. Anh Hiếu, anh có thể trách ba em, anh có thể bỏ rơi em, nhưng mà anh không được bỏ rơi bản thân mình. Ủa, anh có bỏ rơi bản thân mình hồi nào đâu?
Anh đang tận hưởng tuổi trẻ theo cách của anh mà. Con tận hưởng bằng cách quay lại con đường cũ. Cậu đừng có vô cậu. Chị lấy quyền gì cấm tôi vô nhà? Chị Dương đâu rồi? Cổ sốt cao lắm. Cổ dặn tôi là bữa nay cổ không có tiếp khách. Đánh ra. Cậu tôi năn nỉ chị cậu mà cái cậu gì vậy? Đánh cậu, vô mà cậu, tôi năn nỉ cậu. Cậu ơi, cậu mà vô là cổ la tôi á cậu. Chị đừng có lè nghe với tôi nghe. Cậu, tôi năn nỉ cậu mà cậu. Cái gì vậy? Cậu ơi, tôi năn nỉ cậu mà cậu đừng có vô mà cậu. Cậu mà vô á là cổ đuổi gì tôi á cậu. Tôi nói cho chị biết kìa, chứ như mà có mệnh hai nào là chị chết chị với tôi. Dạ, giờ cậu hứa với tôi là cậu đứng cậu chờ nha. Tôi vô tôi hỏi cổ xong á là tôi báo cậu nha. Đi lẹ đi. Dạ. Nhưng mà cậu hứa với tôi là cậu đừng có vô nha. Đi nhanh chưa? Cậu hứa nha. Dạ dạ. Cô ơi cô, có cậu Khương tới, cậu đòi muốn gặp cô á, cô có cho vô không? Nói với anh ta tôi không sao hết. Kêu anh về đi. Dạ. Bao nhiêu cuộc rồi mà vẫn không bắt máy. Để coi cô trốn tôi được bao lâu. Ủa, chào. Chào anh. Cho tôi hỏi, sao hôm nay không thấy Chiêu Dương vậy? Cô Chiêu Dương không được khỏe. À vậy hả? Thôi anh lo phòng cho tôi đi, tôi gọi cho cổ. Dạ anh. Tới nữa hả? Thứ không ưa mà gặp hoài. À, dạo này sao xuyên tới đây quá vậy? Đi đâu cũng vậy. Tôi ủng hộ bạn mình. Hy vọng là mày không có ý đồ nào khác. Chịu Dương có chuyện gì không? Sao tôi gọi cho cô ấy hoài không được? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai hết và không muốn liên lạc với ai hết, muốn được yên tĩnh. Anh có biết tại sao không? Ủa, tại sao mày lại hỏi tao? Tao nghĩ là mày thân với cổ hơn tao mà. À, cảm ơn. Em rất muốn gục vào vai anh. Em mệt lắm rồi. Thank you.
quen. Nếu cô không gặp tôi, cô sẽ ân hận. À vậy. Sao ba má lại bỏ con? Nếu như còn có mẹ có má, con đâu có khổ như vậy. Một số đại lý còn chưa thanh toán tiền cho Bình. Bên kế toán báo lại tháng này đang hụt tiền chi lương cho công nhân. Mày xoay sở được không? Được, nhưng phải trả lãi trước đã. Ừ, thì mày cứ vậy mà làm. Ủa, mày tính đi nữa hả? Thì hết giờ làm việc rồi mà. Hiếu, mày qua đây ngồi nói chuyện với tao một chút. Nói gì nữa? Nếu là công việc á thì mai bàn tiếp. Mày dạo này á bỏ bê công việc nhiều quá. Mày làm việc qua loa cho xong, chiều nào mày cũng đi nhậu, tối về trễ, sáng mày vô văn phòng cũng trễ nữa. Tao là giám đốc ở đây nha, tao đâu phải công nhân mà phải đi làm đúng giờ. Đúng giờ ở đây á là thể hiện trách nhiệm của mày kìa. Lúc trước á, dù hết giờ làm việc, công việc còn, mày vẫn ở lại đây mày làm việc kia mà. Sao giờ mày lại vậy? Mày nên nhớ, làm việc chứ không phải là bán mạng. Tao còn có cuộc sống riêng tư của tao nữa chứ, không ai có quyền quản tao hết. Giờ thì không còn ai có quyền quản con được nữa rồi. Con lớn rồi, con phải biết mình làm cái gì chứ. Con không làm gì sai, con xin mọi người hãy để cho con có quyền được tự do, có được không? Hiếu à, trước kia con đâu có sống ích kỷ như vậy hả Hiếu? Con luôn nghĩ đến mọi người. Giờ má, Trúc Trà và cả Kỳ Quý bạn thân của con không còn một chút giá trị nào trong mắt của con, phải không? Má, con đã từng đặt tất cả niềm tin vào mọi người, nhưng chính má đã giấu quá khứ của con. Má có biết là khi con biết má không phải là má ruột của con đã hụt hẫng như thế nào không? Hiếu, sao mày nói với bác cả những lời khó nghe vậy? Công sinh không bằng công dưỡng. Bác đã nuôi mày từ nhỏ và coi mày như là con ruột, mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Hiếu, mày say chưa? Mày nói kỳ cục vậy. Thôi được rồi, mọi người cứ việc lên án, cứ việc chửi rủa tôi đi. Nói tóm lại, má không phải là má ruột của con thì má không có quyền gì cấm cản con hết. Mày, Hiếu, Hiếu, mày thật là quá đáng mà. Bác. Mợ. Thôi được rồi. Bác à, bác đừng có giận thằng Hiếu nghe. Chắc nó đang bực bội gì trong người nên nó nói bậy bạ như vậy thôi. Trời ơi, tôi tức nó quá mà. Ước gì tôi đập cho nó một trận. Tại sao, tại sao nó lại ra nông nỗi như vậy chứ? Bác, các con nè, chép bài hết chưa? Dạ rồi. Nhớ về học bài nha. Dạ. Ngày mai cô khẩu bài đó, nhớ chưa? Dạ nhớ. Dạ. Cả lớp thẳng chúng con chào cô ạ. À, ngoan. Alo, Trúc Trà hả? Em đã về chưa? Dạ, em vừa mới tan trường xong, chuẩn bị về nè anh. Có gì không anh? Má em với Hiếu chuyện mới kể cho nhau đó.
Má em khóc nhiều lắm, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Tại sao lại cãi nhau vậy anh? Thằng Hiếu hết giờ làm việc bỏ đi nhậu, bác gái có khuyên can nó, rồi nó sùng bang lên nó chửi lại. Em qua liền. Vậy em qua liền, cảm ơn anh. Ủa? Trúc Trà, em sao vậy? Qua đây ngồi. Em uống nước đi, đừng có gì kể cho anh nghe. Em vừa gặp anh Hiếu ở tụ điểm karaoke của Triều Dương. Trời ơi, rồi chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ không biết là anh ấy đang suy nghĩ gì nữa. Trời ơi, anh chưa bao giờ nói nặng lời với em như vậy. Anh Hiếu. Trúc Trà, em muốn nói chuyện với anh. Em về đi, giữa mình còn chuyện gì để nói nữa? Có thể vì em và anh không còn chuyện gì để nói, nhưng em muốn nói chuyện của má. Anh không nên làm cho má buồn nữa. Thôi mệt quá em về đi, về mà chăm sóc cho má em đi, anh không quan tâm. Anh, tại sao anh lại tàn nhẫn quá như vậy? Cái thằng này càng lúc càng tệ à. Tại sao nó đối xử với em như vậy? Anh đã thay đổi quá nhiều. Ngay cả người mà anh ấy yêu quý nhất, đó là má em, mà anh còn quay lưng, thì em không là gì hết. Nè, em đừng buồn nữa. Chính anh nè, anh là người chơi với nó rất thân, anh cũng là người hiểu rõ tính nó nhất. Nhưng mà lần này á, anh cũng bó tay luôn. Không biết nó đang nghĩ gì, mà tại sao nó lại làm như vậy? Nguyên nhân có thể là do ba em cấm cản chuyện của hai đứa. Anh bất mãn rồi sinh ra như vậy. Cái thằng này, cái mà anh lo nhất không phải là sợ nó đâm đầu vô trụ chè, mà anh sợ nó làm dụng vô ma túy đá mà ngày xưa nó từng dùng. Nếu như mà anh chia tay với em, em cũng chấp nhận. Nhưng mà anh phải sống tốt, em mới cam lòng. Em không muốn nhìn thấy anh ấy xa ngã. Trúc Trà này, tình yêu của em dành cho nó quá lớn. Rất tiếc là nó không nhìn ra được điều này. Nếu như anh ấy quay về với Chiêu Dương mà cảm thấy hạnh phúc, em tình nguyện rút lui mà không oán trách. Dạ, chào cậu. Cậu tìm ai ạ? Dạ, tôi muốn gặp cô Chiêu Dương. Cô Chiêu Dương không có được khỏe, cô không có tiếp ai đâu. Cô cứ vô nói với cổ là có chỗ Hiếu tới. Dạ, cậu đợi tôi một chút nha. Dạ. Cô ơi cô, có cậu Võ Hiếu muốn gặp cô á. Cô có muốn cho vào không? Anh Hiếu, anh đến đây hả? Dạ.
cậu đang đứng ngoài cổng á. Chị mời ảnh vô nhanh đi. Dạ, dạ. Dạ, mời cậu vào. Cảm ơn chị. Anh Hiếu, em có sao mà mặt mũi nhợt nhạt vậy? Em không sao. Em sốt cao quá, anh chở em đi bệnh viện nha. Em không cần đâu, anh ngồi xuống đây với em đi. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi. Ai vậy? Dạ con nè má. Vô đi con. Má, có chuyện gì vậy con? Con đi dạy xong rồi qua đi luôn đó hả? Con vừa dạy xong thì con thấy anh Quý gọi. Má, anh Hiếu có nói gì lỡ lời, má bỏ qua cho ảnh nghe má. Giờ này mà con còn binh vực cho nó nữa hả? Má, con hiểu tâm trạng của ảnh không tốt, cho nên là ảnh mới nói những lời khiến cho mọi người buồn. Má cũng biết là bản chất của anh Hiếu là một người tốt mà. Con gái của má hiền lành quá à, lại biết bao dung, thứ tha lỗi lầm cho người khác nữa. Lẽ ra thằng Hiếu nó thấy cái điều quý báu này mà đấu tranh để hai đứa hạnh phúc đến với nhau chứ. Đằng này tại sao nó lại bỏ cuộc chứ? Má, con có thể nói suy nghĩ của mình cho má được không? Con nói đi, lúc nào má cũng lắng nghe con hết á. Anh Hiếu trở nên như vậy có thể là vì nhiều nguyên nhân. Ngoài việc ba con cấm cản thì điều quan trọng nhất khiến ảnh xa con, vì con không phải là người anh ấy yêu. Sao con lại nghĩ vậy? Con thấy anh Hiếu và Chiêu Dương mới là một cặp. Họ có cái tính mạnh mẽ giống nhau. Anh Hiếu không quên được Chiêu Dương. Không, má không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Chiêu Dương là một cô gái rất là ghê gớm. Cô ta không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Má, tình yêu khó nói lắm. Khi yêu rồi, người ta sẽ bất chấp. Trúc Trà, nhất định con không được từ bỏ nha con. Má sẽ dùng mọi cách kéo thằng Hiếu về với con. Không những vì hạnh phúc của con mà còn là trách nhiệm. Mình không thể để cho thằng Hiếu sa ngã một lần nữa nha con. Chiêu Dương ơi, anh Võ Hiếu đây. Em bình tĩnh đi em.
Chiêu Dương, Chiêu Dương, buông ra, buông anh đi ra. Mà anh gọi Hiếu đi mà. Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương, em có sao không Chiêu Dương? Chị Sáu ơi, chị Sáu. Chiêu Dương, cậu không có được vô đâu. Sao mỗi lần tôi gặp chị là tôi mệt quá. Chị Dương sao rồi? Cổ bị đưa vô cấp cứu tối hôm qua rồi. Cái gì? Sao không bảo tôi biết? Có báo cậu chi, có người đưa đi rồi. Ai? Thì cái cậu đi mô tô á. Mô tô? Em cứ yên tâm nằm đây, có y tá chăm sóc cho em 24/24. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì em không qua khỏi lần này. Mà hồi tối hôm qua em nằm mơ thấy cái gì mà em la hét quảng loạn dữ vậy? Làm anh rất là lo. Cả cuộc đời này chắc em sẽ không bao giờ thoát khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Quan trọng bây giờ là sức khỏe của em. Em cũng không biết là mình còn bao nhiêu sức khỏe để chống chọi lại. Em mệt mỏi quá. Nghe nói nè, cứ chờ cho em khỏe lại rồi hãy tính. Chiêu Dương, anh muốn khuyên em hãy rời bỏ nơi này. Không được đâu. Còn công việc của em ở đây nữa thì sao? Buông đi, sẽ tốt cho em hơn. Dì ơi chị, cho tôi hỏi thăm, tối hôm qua có một cô gái được đưa vào đây cấp cứu, không biết là bây giờ cô nằm ở đâu hả chị? Anh có biết tên của cô ấy không? Chiêu Dương. Chiêu Dương? Dạ. À, bệnh nhân đang nằm ở phòng 105, anh đi lối này. Lối này hả chị? Dạ, dạ cảm ơn chị. Trúc Trà, sao hôm nay con không dậy đi dạy? Trời, con sao vậy? Dạ, con bị sốt rồi nên là con dậy không nổi. Sao con sốt mà con không nói cho ba biết? Hôm qua con uống thuốc rồi. Vậy con thấy trong người sao rồi? Cổ họng con đau lắm, chắc là bị viêm họng rồi. Vậy là hôm nay con đã gọi điện cho trường xin phép nghỉ chưa? Dạ rồi. Vậy ba chạy ra tìm thuốc tây, ba mua thuốc viêm họng cho con nha. Rồi sẵn ba mua cho con tô cháo luôn nha. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ. Em ngồi dậy uống miếng nước nha. Dạ. Chiêu Dương, rốt cuộc cái vậy là sao hả? Ý anh muốn hỏi gì? Tại sao Dò Hiếu lại ở nhà em? Rồi nó đưa em tới đây là sao? Bấy nhiêu thôi thì tôi cũng biết là anh không có tình cảm gì với tôi rồi. Em nói như vậy là có ý gì? Em cũng biết là Chiêu Dương à, anh rất là yêu em. Em cũng biết mà đúng không? Anh buông ra đi. Hả? Yêu cái kiểu gì mà tôi gần chết, anh không lo hỏi thăm sức khỏe của tôi mà anh lo ghen tôi không là sao? Tình yêu của anh ích kỷ lắm. Thì tại vì anh... Anh cái gì? Làm ơn đi, đừng có ghen với Võ Hiếu nữa.
Nhưng mà bây giờ nói tóm lại em phải nói rõ ràng cho anh biết đi. Mối quan hệ của em và nó là như thế nào? Tại sao tôi phải nói tất cả mối quan hệ của tôi cho anh biết chứ? Anh là gì của tôi? Tại sao tôi phải nói? Hả? May quá, con ở đây rồi. Ủa? Có chuyện gì không bác? Bác vừa mới điện thoại cho Trúc Trà. Con bé nó sốt cao lắm. Con chở bác đi được không con? Dạ được. Bác chờ con ký xong biên bản đã. Gia đình của má nữa. Bác, mình đi con. Dạ con nghe chú sao. Dạ con ổn. Dạ con biết rồi. Con có sao không con? Nó sốt cao quá rồi. Bác ơi, mình đưa chút trà đi bệnh viện đi bác. Không sao đâu, em không sao đâu. Con có biết là thằng Quý nó cũng thương con không? Mà sao má biết? Má già từng tuổi này rồi, nhìn qua là biết rồi. Cái thằng đó thiệt là hiền lành dễ thương á. Chuyện gì mà con cười vậy? Con ước gì mình bệnh hoài luôn, để được má chăm sóc. Trời ơi, con nhỏ này nói bậy không à. Phải khỏe mạnh chứ con, ai ước mình bệnh vậy. Có má thật là hạnh phúc quá. Hai má con mình đã lạc nhau mấy chục năm trời, giờ má sẽ thương con gấp đôi để bù lại tình cảm cho con. Tôi xin lỗi bà, nếu bà biết sự thật chắc bà còn oán giận tôi nhiều hơn nữa. Ngồi xuống đây đi con. Ngồi xuống đây. Ba con mua cháo mua thuốc về cho con nè.
Nhưng mà ổng đi rồi. Bà lại tránh mặt má nữa rồi. Sao con khóc vậy con? Con thấy mình thật hạnh phúc. Con cảm ơn má nhiều lắm. Khờ quá. Má với con mà cảm ơn cái gì? Ăn đi con. Ăn xong rồi uống thuốc. Con phải mau hết bệnh thì má mới vui được. Hiếu có biết con bệnh không má? Chắc nó không biết. Sáng nay nó có việc đi sớm. Nếu bây giờ ảnh mà biết con bệnh, ảnh có quan tâm con không má? Ăn đi con. Biết được sự thật hay không? Con Trúc ơi, con sao vậy con? Trời ơi, sao con nóng hổi vậy con đừng làm má sợ chứ con. Con ơi là con. Cháu bé làm sao vậy chú? Dì ơi, dì coi giùm con của con. Sao từ sáng giờ nó cứ mơ mơ màng màng mà nó cứ khóc hoài à? Đâu đưa đây tôi coi cái coi. Dạ. Trời ơi, nó sốt quá rồi đó. Coi chừng nó bị co giật đó. Bây giờ mua thuốc hạ sốt cho nó. Dạ. Uống liền đi. Mua thuốc. Mua thuốc ở đâu vậy dì? Đây nè, ở dưới ngã ba đó. Dì muốn xuống ngã ba là có tiệm thuốc tây đó. Dạ. Mua liền cho cháu nó đi. Dạ. Ừ. Cảm ơn dì. Nè, đưa đứa nhỏ tôi giữ cho chứ trời nắng vậy ẩm nó đi là nó xỉu đó. Qua bà đi con, qua bà. Bà ẩm cho. Tội nghiệp quá. Dạ, dì coi con giùm nha. Con chạy mua con về liền. Không sao dạ. Đâu. Dì đứa khác được đi đâu nha. Tôi ở đây chứ tôi không có đi đâu hết dạ. Trơn á. Tôi giữ nó, tôi chờ cậu mà. Dì ơi, con nè. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Cái gì ẩm con tôi đâu rồi? Dì ơi. Trúc ơi. Con. Anh làm gì vậy? Mẹ đây. Nè, mẹ cho con đồ chơi nè. Nín đi con. Mẹ cho con đồ chơi nè, chơi đi. Trúc ơi, Trúc của bà. Trúc ơi, con đâu rồi Trúc ơi. Trúc ơi. Tôi xin lỗi bà.
Con uống thuốc xong á, con bớt sốt rồi đó. Con cảm ơn má vì con được làm con của má. Cảm ơn gì tôi? Phải mau hết bệnh để tôi đỡ lo nè. Má, mai mốt á má chỉ cho con theo nha má. Má theo đẹp quá à. Dễ lắm, để má chỉ cho con nha. Dạ. Má, hồi má sinh con ra má có theo nhiều khăn như vậy không má? Má theo gần chục cái đó con. Hồi lúc ba con bắt con đi á, má đeo một cái lên chiếc đầm con mặc. Không biết ba con còn giữ nó không nữa. Con không thấy. Chắc là ba bỏ đi rồi. Đàn ông mà, đôi khi họ không để ý những kỷ niệm gió nhặt đây đâu. Má à, con không còn nhớ một chút ký ức nào lúc mà con ở với má với anh Hiếu hết. Tại chắc lúc đó con còn nhỏ lắm, không nhớ là đúng rồi con. Má thì má còn nhớ rõ lắm. Má nhớ từ lúc sanh con ra nè, cho đến lúc con lẩm chẩm đi những bước đầu tiên. Con rất xinh xắn và dễ thương. Tên tên, được lệnh người đẹp là anh tới liền. Anh đưa tôi về nhà đi, tôi ngán một bệnh viện lắm rồi. Đâu có được em, muốn về phải có lệnh của bác sĩ chứ. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi, bây giờ chỉ cần đóng tiền viện phí là anh có thể đưa tôi về được. Tưởng chuyện gì, bây giờ mình xuống dưới đó mình đóng viện phí luôn. Khoan đã, để anh dìu em còn đi nổi không? Anh dìu em xuống nghe. Tôi còn đi được mà. Em làm cái gì mà kỳ vậy? Anh là người chứ có phải ma quỷ đâu mà sao em cứ sợ anh hoài vậy? Anh còn hơn quỷ nữa. Vậy hả? Người hay quỷ gì cũng được hết, miễn sợ ở bên cạnh của em là được rồi. Anh có biết tôi ghét nhất anh ở điều gì không? Điều gì em? Là cái tật nhây. Nhây mới có được em. Bây giờ còn đứng đây nói nữa hả? Đi xuống đóng tiền viện phí đi. À, quên. Anh xuống trước nghe. Chỉ cần ngọt một chút là có thể sai khiến được người này. Còn làm gã giận thì mình cũng mệt mỏi lắm đây. Vô em. Tôi đã nói là tôi đang còn rất là mệt, anh còn dẫn tôi tới đây làm gì vậy? Anh biết là em mệt, cho nên là anh muốn dẫn em tới đây để tẩm bổ cho em. Bây giờ tôi không muốn ăn gì hết, tôi chỉ muốn đi về nhà nghỉ ngơi thôi. Thôi mà, đã vào tới đây rồi, ăn chút đi rồi về nhé. Thôi đi, tôi muốn đi về thôi. Người bên cạnh là cô chủ quán karaoke à? Ờ, đúng rồi. Thôi nghe lời anh đi, vô đi em, ăn một chút thôi rồi về cũng được. Buông tay ra đi. Ủa? Đi về. Ủa, Chiêu Dương. Chiêu Dương à? Con, ngồi một chút ngoài này cho nó thoáng. Nằm ở trong phòng hoài không có tốt đâu. Ra ngoài này hít thở không khí trong lành khiến con cũng nhẹ nhàng hơn. Con ngồi yên đi để má gỡ tóc rối cho con nha. Dạ. Hồi nhỏ, mỗi lần mà con qua nhà bạn chơi, thấy má nó chải đầu thắt bím cho nó, con tủi thân lắm. Má rất thích sinh con gái để được thắt tóc nè, gội đầu cho con, tự tay má may quần áo đầm cho con mặc. Lúc sinh con ra, biết là con gái má mừng lắm.
Em đừng có sợ là làm phiền anh. Chị Sáu tiện khách giùm tôi. Dạ. Chạy trốn không phải là cách. Mình phải đối đầu với tên khốn này. Alo. Anh vô bệnh viện mà không thấy em. Em về nhà rồi hả? Em không thích nằm ở trong bệnh viện. Cái mũi trong đó khó chịu lắm. Em về nhà rồi. Em thấy ổn chưa mà quyết định về? Em ổn rồi. Ờ, về thăm nghỉ ngơi đi. Anh Võ Hiếu. Hả? Anh có thể đến đây với em được không? Anh đang bận công việc. Thêm ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi mình gặp nhau. Thôi được. Vậy chào anh. Tiền nhiều quá ba. Ờ, trời, cái thằng quỷ. Ba mà xài không hết á, ba đưa cô xài phụ cho, cô xài lẻ lắm. Cái này là tiền hàng chứ không phải tiền xài. Con nói giỡn với ba thôi. Con tính đi đâu nữa? Dạ con tính đi công chuyện. Thì ba không cho tiền con xài, có phải đi ra ngoài kiếm tiền chứ. Rồi con lấy tiền của ba, rồi con nói là con đi làm ăn. Mà con làm cái gì, sao không nói cho ba biết? Ba phải tin tưởng con chứ. Con hùng hạp làm ăn với bạn bè, nói ra thì ba không hiểu tính chất công việc của con đâu. Ba từng tuổi này rồi, cái gì mà ba không hiểu. Con mượn tiền ba rồi con sẽ trả cho ba mà, được chưa? Còn con làm cái gì á thì con xin ba cho con được miễn trả lời câu hỏi này. Ba chỉ muốn đồng tiền của ba đưa ra phải được gì, đừng có tiêu xài phung phí. Ba muốn con trưởng thành, vậy mà lúc nào ba cũng quản lý con chặt chẽ như vậy, làm sao mà con tự lập được. Thôi chào ba con đi ạ. À, quên, con có chuyện này muốn hỏi ba nè. Chuyện gì? Ba có biết là ông Ma Quậy với Chiêu Dương có mối liên quan nào với nhau không? Ba có hỏi nhưng mà ông ta không muốn nói. Con không biết là giữa hai người có chuyện gì nữa, nhưng con thấy là Chiêu Dương rất quan sợ khi mỗi lần gặp ổng. Ba nói với ổng á là tránh xa Chiêu Dương của con ra. Con nói vậy mà nghe được hả? Ổng là người hùng hạp làm ăn lớn với ba đó. Con không cần biết là ổng làm ăn gì với ba, nhưng mà hễ ai đụng tới người con yêu là con không bao giờ để yên đâu. Con cẩn thận lời nói của con đó, người ta nghe được người ta buồn sao? Thằng quý. Cái tật dại gái không bỏ à. Dạ, chào cậu. Vô báo với cô chủ là tài xế tới. Dạ, cậu chờ một chút. Thưa cô chủ, cậu Khương tới rồi cô chủ. Kêu anh đợi chút đi. Dạ. Na nhìn em lộng lẫy dữ. Tôi bình thường mà, ngày nào chẳng vậy. Em gọi điện thoại kêu anh tới đưa em đi công việc. Trời ơi, mừng muốn chết. Tại tôi mệt, tôi không thể tự lái xe được. Vậy thì để anh đưa em đi. Bây giờ muốn đi đâu?
Tôi muốn anh đưa tôi đi gặp một người. Ok, mời quý cô lên xe. Dạ. Mày tính đi nữa hả? Mày là chủ đó Hiếu. Nhưng tao vẫn là con người. Ngoài giờ làm việc, mày phải cho tao nghỉ ngơi xả stress chứ. Hiếu, bây giờ chỉ có tao với mày. Mày nói thiệt cho tao biết đi, mày đang làm gì vậy? Làm gì? Mày hỏi vậy là sao? Không thể nào một sớm một chiều mà mày thay đổi như vậy được. Mày giống như là mày biến thành một con người khác. Tao vẫn là chính tao đó thôi. Mày dám nhìn thẳng vào mắt của tao, mày nói là mày không còn thương má mày. Cho nó một bài học. Kể cả gì cho người đó tàn hình hả? Ừ, tất nhiên. Vậy thì em đi vào với tôi. Tôi cần anh nói những lời đó với hắn ta. Nhưng mà em không thể cho anh biết người đó là ai sao? Đừng sốt ruột, anh cứ đi với tôi đi rồi sẽ biết ngay. Ủa, ông chủ. Anh đi ra ngoài chờ em một chút. Em muốn nói chuyện riêng với ổng. Chút xíu nữa anh vào sau nha. Vậy anh ra ngoài chờ em nha. Ừ. Cô thay đổi nhiều quá. Tôi lớn lên nhờ cuộc đời khốn nạn này. Và ông là một trong những tên khốn đó. Con trả lời đi Hiếu. Con thật sự là muốn dứt tình dứt nghĩa với má và Trúc Trà phải không? Con xin mọi người đó, cho con được lựa chọn cuộc sống tự do của con đi. Tự do của con là gì? Là ăn chơi hút hít sa đọa rồi cuối cùng cũng bước chân vào bốn bức tường kia sao? Em xin anh, anh hãy suy nghĩ lại đi. Em biết, em biết là anh buồn ba em, nhưng mà vẫn còn có má và em ở bên cạnh anh mà. Nói thiệt là khó chịu lắm khi mà phải sống theo ý của người khác. Hiếu nè, mọi người nói như vậy là muốn quan tâm, là muốn cho mày tốt hơn thôi. Muốn tốt cho tao hả? Muốn tốt cho tao thì để tao sống theo ý của tao đi. Hiếu, con muốn phải làm sao đây? Con làm má đau lòng quá. Má, mệt quá đi. Hiếu, em xin anh đó, anh dừng lại đi. Tôi ghét nhất nước mắt yếu đuối của đàn bà đó. Mày tàn nhẫn như vậy luôn đó Hiếu. Hiếu, má xin con suy nghĩ lại đi con. Trúc Trà đã yêu con thật lòng mà. Con không thích những cô gái yếu đuối. Con chỉ hợp với mẫu người mạnh mẽ thôi. Anh bỏ rơi em để quay về với Chiêu Dương đúng không? Đừng ai làm phiền tới Chiêu Dương. Tất cả mọi quyết định là do tôi. Con gái tội nghiệp của má. Cô thật là mạnh miệng rồi. Cô không sợ là chọc tức tôi? Tôi sẽ nói hết sự thật sao? Ông đừng hòng uy hiếp được tôi. Nếu bây giờ tôi cho mọi người biết về quá khứ của cô, một cô chủ xinh đẹp và đầy quyền lực, ngày xưa đã từng làm gái, thì mọi người sẽ nghĩ gì ta? Tôi sẽ giết ông. Cô dám sao? Tôi không còn là con xíu yếu đuối ngày xưa nữa. Ông nên nhớ, ông đang đứng trên đất của tôi. Là một lời đe dọa chăng? Tôi có rất nhiều tiền, và tiền sẽ làm được tất cả. Ông cứ tin đi. Không muốn dùng tiền để bịt miệng tôi à? Có hai cách. Có muốn cái gì hả?
Tại sao cô làm vậy? Có chuyện gì hả? Ta đánh em. Không không không, không phải, không phải tôi, không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Chị Dương, em có sao không? Nếu như em không kịp đỡ là hắn ta đã giết em rồi. Cô đừng có dù khống tôi nha. Ông cấm miệng lại đi. Cho dù ông là ai, ông có làm ăn buôn bán với ba tôi đi chăng nữa, chỉ cần ông đụng tới một sợi tóc của Triều Dương, tôi sẽ giết ông nghe chưa? Cậu hiểu lắm rồi. Cậu, tôi sẽ giết ông. Cậu đừng giết tôi. Tôi sẽ giết ông. Cậu đừng quên anh. Tôi sẽ báo công an. Tôi thách ông đó. Tôi quen rất nhiều người ở đây. Báo công an hả? Tôi báo cho ông coi nè. Tỉnh không? Chị Cường ơi, thôi bỏ đi anh, em đau quá, đưa em tới bệnh viện đi. Ông còn muốn làm ăn ở cái đất này, đánh xa Triều Dương ra, nghe chưa? Con quỷ, mày sẽ biết tại tao. Ông đứng lại đó, tôi cần nói chuyện với ông. Bà, con thật sự rất là mệt mỏi. Ba đừng có làm khổ con với má nữa được không ba? Tôi làm khổ gì mấy người hả? Tại sao mấy người không nghĩ ngược lại cho tôi? Chuyện ngày xưa, ông muốn đem ra mổ xẻ coi ai đúng ai sai thì một năm mới hết. Hay là mình nói chuyện ngày hôm nay đi. Không có xưa thì làm sao có nay. Mọi chuyện đều có bắt đầu và có kết thúc. Thôi được rồi, ông muốn nói chuyện lại từ đầu phải không? Vậy tôi hỏi ông nè, ngày xưa tôi với ông yêu nhau, rồi vì sao hai đứa bỏ trốn? Thì tại nhà bà phản đối. À, thì bây giờ ông có muốn trút trà bỏ trốn theo thằng Hiếu không? Nè nè nè, bà đừng có gài tôi nha. Tôi không gài, mà tôi chỉ nhắc cho ông nhớ, ngày xưa cũng vì gia đình cấm cản mà tôi với ông phải khổ sở đến như vậy. Vậy thì tại sao hôm nay ông không nghĩ đến con của mình? Bà nói bà thương con, chỉ cần thấy con hạnh phúc là bà vui rồi. Vậy mà bây giờ chính bà đã cướp đi hạnh phúc của con. Anh Hiếu quay lưng với con, về với Chiêu Dương rồi. Cái gì? Cái cô Chiêu Dương có liên quan gì tới thằng Hiếu? Đó là người yêu cũ của thằng Hiếu đó. Chiêu Dương tiếp cận con và ba chỉ là cách níu kéo anh Hiếu quay về thôi. Dạ rồi, bà đã cấm cả anh Hiếu đến với con. Bây giờ họ đã tội nguyện bên nhau rồi. Tất cả là tại bà. Nếu ông không còn thương con nữa, tôi sẽ đưa con bé đi. Bà dám? Tôi là mẹ của nó, tại sao tôi lại không dám chứ? Ông là cha kiểu gì mà nhìn con mình đau khổ mà không có một chút động lòng là sao? Tôi không, tôi không thèm nói với bà nữa. Dành thời gian mà suy nghĩ ra đi. Rượu không làm cho ông sáng ra đâu. Linh đi con. Ôi bà. Rồi, anh đưa em về ha. Tình khốn này, nhất định sẽ biết tay anh. Sao cô ta lại cặp kè với thằng Khương? Anh coi nè, thằng con của anh nó đánh mặt mày tôi té tôi ra nông nổi như vậy nè. Bây giờ anh tính làm sao? Anh bình tĩnh lại đi. Không bình tĩnh gì hết á. Chuyện đâu còn có đó mà. Cái thằng trời ơi, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây nè. Làm sao con tôi nó dám đánh anh như vậy chứ? Cái gì? Anh nói cái gì nhầm lẫn? Anh nghĩ là tôi bịa chuyện sao? Hả? Đây nè, anh nhìn mấy cái
vết bầm trên mặt tôi nè. Không lẽ tôi bịa ra mấy cái vết bầm lại luôn sao? Anh cứ từ từ bình tĩnh lại đi. Cứ từ từ rồi mình nói chuyện ha. Anh uống miếng nước đi. Bình tĩnh lại. Kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Nếu thật sự thằng con tôi nó đánh anh như vậy, tôi sẽ dạy dỗ nó và bắt nó xin lỗi anh cho coi. Nếu như mày muốn làm ăn trên cái đất này, mày nên biết điều một chút. Cô làm gì vậy? Gì cơ? Cứu em với! Tại sao cô làm vậy? Có chuyện gì hả? Anh ta đánh em. Không, không phải. Không phải tôi. Không phải tôi. Vì cái con Kiêu Dương mà nó đánh tôi ra nông nổi như vậy nè. Đúng là con dại cái mang mà. Tôi thành thật xin lỗi anh. Nhất định tôi sẽ giải quyết chuyện này thật thỏa đáng. Alo, con nghe rồi bà. Mày đang ở đâu? Ba tưởng ba la hét như vậy là tôi sợ ba hả? Vậy là ba anh biết chuyện rồi hả? Ừ. Có lẽ là ông già đó qua nhà anh mang vốn. Mà em yên tâm đi. Không sao đâu. Cùng lắm á, anh bỏ đi bụi vài ngày là xong chứ gì. Duy Khương, vì em mà làm liên lụy tới anh, ảnh hưởng tới công việc làm ăn của ông ta và ba anh, em xin lỗi nha. Thôi, có gì đâu mà em phải xin lỗi như vậy. Chỉ cần em cho anh một cơ hội được bảo vệ cho em, chị là anh vui lắm rồi. Thôi được, em sẽ cho anh cơ hội thử thách. Wow, vậy có nghĩa là em đồng ý làm bạn gái của anh hả? Còn lâu, đây chỉ là thời gian thử thách tình cảm của anh dành cho em thôi. Đợi một thời gian nữa, nếu như em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em bất chấp mọi thứ, thì lúc đó em sẽ đồng ý. Em yên tâm đi, bằng mọi giá anh sẽ chứng minh cho em thấy được điều đó. Đối với anh, em là số một trong lòng của anh. Ăn đi con. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải ăn. Ăn để có sức chiến đấu nha con. Con ước gì mình được mạnh mẽ như má. Ngày xưa má là một tiểu thơ yếu đuối mong manh, nhưng cuộc đời đã tôi luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Ba lại đi mất biệt nữa. Con ước gì bữa cơm này có ba và má. Má tin là ba con sẽ hiểu chuyện, nhưng ông chỉ cố chấp cứng đầu không chịu nói ra thôi. Má dạy con đi. Bây giờ con phải làm sao đây? Mình phải đấu tranh. Hạnh phúc phải tự nhiên mà có đâu con à. Con không nên chùn bước. Dù gì cũng có má bên cạnh con mà. Nhưng mà anh Hiếu đã đổi thay rồi. Chỉ nhất thời thôi con. Má tin là nó sẽ quay về với con mà. Những lúc này mà không có má bên cạnh, chắc con chết mất. Thôi đừng nghĩ vậy con ạ. Cuộc đời của má còn lại là chỉ để dành chăm sóc các con, bên cạnh các con. Ủa, tay cô chủ bị sao vậy? Tôi bị mảnh chai cắt vô tay thôi, không sao đâu. Khách hôm nay có đông không? Chợ hôm nay đông lắm, vì hôm nay là cuối tuần nên khách vô full hết. Anh Hiếu có tới không? Dạ có, anh đang ở phòng VIP 3.
À mà cô chủ, chào anh. Em chào bà chủ. Chào anh. Ủa tan bị sao vậy? Không sao đâu, em sơ ý bị đứt tay thôi à. Có sâu không? Em không sao đâu mà. Anh lo cho em hả? Ngốc rồi. Anh rót rượu mời anh Hải đi. Mà tan bị vậy sao mới nhà nghỉ đi, vô đây chi vậy? Sốt ruột công việc, với lại em nôn gặp anh quá cho nên phải đi thôi. Không sao đâu. Không khỏe, em muốn nhấp môi thôi nha. Biết rồi. Em mời anh. Mời bà chủ. Em để anh Hải ngồi mình buồn quá. Thôi chết. Em sơ ý quá. Để em chạy ra bố trí cho anh hai cô tiếp viên thật xinh đẹp nha. Cảm ơn. Anh ở đây chờ em chút xíu. Vô anh. Nè, làm gì vậy? Dạ, dạ tôi tìm người quen. Chú muốn tìm á, thì vô trong kia mà tìm. Dạ. Sao bác ba lại vô đây? Tôi tới đây là để tìm cậu đó. Dạ có chuyện gì không bác ba? Con mời bác ba ngồi. Không, chỗ này không phải là chỗ tôi ngồi. Dạ con thấy bác ba cũng không hợp với mấy chỗ này đâu. Thôi hay bác ba về đi. Cậu, cậu vì cô gái này mà cậu chấm dứt tình cảm với con gái tôi phải không? Không phải chính bác ba cũng muốn con chấm dứt tình cảm với Trúc Trà sao? Có lần cậu nói với tôi là cậu yêu con gái tôi, vậy mà mới gặp có chút khó khăn thôi cậu đã rút lui là sao? Cậu làm thằng đàn ông hèn. Buông ra. Mày đứng yên đó, để tao nói chuyện với cô chủ mày một chút rồi tao tự đi ra. Cô nữa, cô là người giàu sang phú quý, biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi cô, tại sao cô tranh giành người yêu của con gái tôi là sao? Thưa bác, con và anh Hiếu đã yêu nhau lâu rồi, và con nghĩ Trúc Trà con gái của bác không phải là người mà anh Hiếu chọn. Cô đừng có quá thủ đoạn. Cô tiếp cận với con gái tôi với mục đích là chiếm đoạt người yêu của nó. Rõ ràng là con gái tôi không đấu lại cô. Bác ba, bác ba nên về đi. Tôi nói cho cô cậu biết, con Trúc Trà là đứa có cha có mẹ. Nếu mà cô cậu làm tổn thương nó, tôi sẽ không để yên cho cô cậu đâu. Tôi mời ông đi ra ngoài. Buông ra. Tao có chân có tay, tao tự đi vô thì tao tự đi ra, không cần tới mày. Nhớ đó. Em, kể đi. Quy. Dạ. Anh có muốn uống gì không? Để em kêu tụi nhỏ lại. Thôi, không cần đâu. Gọi xuống đi tôi hỏi chút chuyện. Ừ. Sao rồi? Hàng còn nhiều không? Cũng còn ít lắm. Có gì tôi báo nha. Được rồi, cứ yên tâm. Anh cứ việc bán đi. Còn chuyện hàng cứ để tôi lo. Dạ.
niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Chào sớm, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn Anh Khương, có chuyện gì vậy? Lấy chai rượu đi. Nhanh lên. Dạ. Chai rượu của anh nè. Đi làm việc đi. Dạ. Cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Ngày nào cũng được giảm như vậy, chắc là anh em tụi tôi tới hoài luôn á. Nếu như mà anh tới và còn mà anh Hiếu tới đây, em sẽ tiếp tục giảm cho anh nhiều hơn nữa. Ok, good. Nhưng mà còn sớm, chơi chút xíu nữa đi anh Hải. Chú muốn ở lại với người đẹp thì cứ ở, anh về trước. Thôi anh về em về luôn, hết vui. Anh ở lại với em thêm một chút nữa đi. Tôi ra tính tiền nha. Em chào anh. Chào cô chủ. Thôi, anh mệt quá, anh về nha, mai anh tới. À, hay bây giờ anh về nhà em đi. Không được, sáng mai anh có cuộc họp quan trọng ở nhà máy. Anh về đi, lái xe cẩn thận đó. Anh về nha. Thank you.
Ly rượu này coi như là lời xin lỗi của tôi dành cho ông. Người lớn không nên hẹp hòi. Xin ông hãy bỏ qua cho thằng con khờ dại của tôi đi. Tôi sẽ bỏ qua, với điều kiện là thằng Khương nó phải tới đây xin lỗi tôi. Tôi đã gọi cho nó rồi, chắc là nó đang trên đường tới đó. Rồi, rồi tới rồi. Chào ba. Ủa, ba gọi con tới đây gấp có chuyện gì không? Hả? Ủa, ông ba quậy đây hả? Chào ông ba quậy. Ủa, quay, quay mặt ông bầm. Ai đánh ông vậy? Hả? Con còn dám nói nữa hả? Mau xin lỗi ông chủ đi. Ờ, tự nhiên sao ba bắt con phải xin lỗi ông? Nếu con rồi, suy nghĩ coi, là tại sao là con phải xin lỗi ông? Ừ, cậu đánh tôi ra nông nổi như vậy nè, mà cậu còn nói là không biết làm sao hả? Ủa, bộ tôi có đánh ông hả? Sao tôi đánh ông mà tôi không nhớ gì hết trơn vậy? À, tôi nhớ rồi. Hình như là ông là chọc ghẹo bạn gái của tôi, cho nên là tôi mới ra tay với ông, đúng không? Không có nói nhiều nữa, mau xin lỗi ông chủ. Nếu không thì đừng có trách tao. Ba làm gì mà hung dữ với con dữ à? Dù gì con cũng là con của ba mà. Ok, ba muốn con xin lỗi thì con xin lỗi. Ông à quậy, xin lỗi nha. I am sorry. Ok. Cậu không có một chút thành tâm nào hết. Muốn thành tâm thì tôi thành tâm. Tôi sẽ uống hết ly rượu này, coi như là tôi tự phạt mình. Ok, tôi tạ lỗi với ông. Ba, coi như là bây giờ con xong nhiệm vụ với ba rồi, chuyện còn lại ba tự giải quyết nha. Ok. Thằng mất dạy. Mày đi khỏi chỗ này ngay. Thằng khốn nạn. Được rồi, ba đuổi được con đi. Bye bye. Good night. Thiệt tình, con với cái. Em ước gì ngày đó anh Hiếu đừng có hỏi đường em. Em muốn anh trả lại cho em những ngày tháng vô tư. Em đừng có buồn, từ từ Hiếu nó sẽ suy nghĩ lại mà. Anh đừng an ủi em. Anh Hiếu đừng quay về với Chiêu Dương. Quay về với con người thật của anh ấy. Trúc Trà, anh không tin nổi, một người từng vấp ngã như Võ Hiếu đã tự mình đứng dậy được, thì tại sao có thể sa ngã một cách nhanh như vậy? Lỗi là do em. Em đừng có tự trách mình nữa. Em làm gì có lỗi trong chuyện này? Anh Hiếu nói em hiền đến độ nhạt nhẽo. Lúc nào cũng chỉ biết nghe lời ba. Có lẽ đó là lý do khiến anh ấy chán em thật sự. Trúc Trà nè, để nói cho Trúc Trà nghe nha. Em á là một mẫu người vợ lý tưởng mà bao nhiêu người đàn ông đều muốn cưới em về làm vợ. Chỉ có anh mới suy nghĩ như vậy thôi. Không phải đâu, tất cả mọi người đều nói như vậy hết á. Người ta mơ ước là có được em đó. Em đừng có khóc nữa. Em nhớ nghe, bây giờ dù sao em cũng đã có bác gái bên cạnh em, nên em phải bình tâm lại, đừng có suy nghĩ nhiều về những chuyện đó sẽ sinh bệnh. Em hiểu không? Dạ. Bác. Má xong rồi hả má? Má về.
Con nghỉ ngơi đi con nha, má thấy con mệt lắm rồi đó. Dạ. Anh đưa bác gái về nhà máy nghe. Bác làm phiền con nữa rồi. Bác à, con cũng giống như là con cái trong nhà, có chuyện gì phiền đâu bác. Con, má về nha con. Má về tìm cách nói chuyện với anh con. Con đừng buồn giận gì nha con. Từ từ má nghĩ cách cho con. Con không sao đâu, má về đi. Má về, một là tìm cách nói chuyện với anh con, hai là để ba con ấy, ông vô nhà để cho ông ăn cơm. Chứ má ở đây á, ông cứ trốn má hoài. Má về nghe con. Nè, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh biết nghe. Má về nghe con. Dạ, mình má đi bác. Về. Nghỉ ngơi đi. Cảm ơn con. Bác cẩn thận nha. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Anh điên mà. Em cứ làm cho anh phát điên lên. Buông tôi ra. Buông ra. Cô chủ ơi. Ra. Cô chủ à. Chị Dương à. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ra ngoài. Dạ. Trời ơi, Duy Khương ơi là Duy Khương, tại sao mày giỏi quá vậy? Hư một cái đường hết, dục tốc là bất đạt. Tìm được nhà con nhỏ Chiêu Dương chưa? Dạ. Con ngại phải không? Dạ thưa bác. Ở thị trấn này á, để tìm một căn nhà thì quá dễ thôi. Nhưng mà con có thương thằng Hiếu không? Bác, bác hỏi gì kỳ vậy? Con phải thương bạn của con chứ. Dù sao á, con với Hiếu cũng là đôi bạn chí cốt với nhau mà. Vậy thì con phải đưa bác đi, để ba gặp con nhỏ đó bắt nói chuyện. Thằng Hiếu bây giờ nó lú lẫn rồi. Con với bác còn sáng suốt thì mình phải biết làm gì để giúp thằng Hiếu chứ. Dạ. Coi xung quanh còn có ai không? Là biết rồi. Ê Khương. Gì? Thiếu cha về chỗ sao mẹo mẹ? Hèn chi cái chỗ thấy ghê vậy? Rừng thiêu nước độc cho con. Tao không thể nào hiểu nổi tại sao tao lại có hai thằng bạn như là tụi bay. Mày á? Mày giấu cái gì? Giấu đồ? Giấu ở quán cà phê hả? Muốn chết cả lũ hả? Coi chừng cuốn này đi tù, không có ngày về đó mày. Chắc mày có ngày về quá. Thôi làm ơn đừng có tào lao giùm tao nữa có được không? Tránh thủ đi. Nè, mày nói tìm chỗ kín mà tao thấy chỗ này cũng chưa có đủ kín đâu. Ở đây là bị rừng mà, khúc đường này người ta đi lại hàng ngày không đó. Ai nói với mày là giao ngoài này? Trong kia kìa. Mày lấy đồ theo tao nhanh lên. Mày có thể nói cho tao lần nữa giao ở đâu không? Đi mày.
Dạ cô ơi, có người muốn gặp cô á. Được rồi, chị vô nhà đi. Dạ. Dạ, con chào bác. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Dạ, con mời bác vô nhà. Không cần đâu. Thật ra tôi không bao giờ muốn gặp lại cô. Cô vừa đẹp, vừa giỏi giang, lại vừa lắm chiêu trò. Cô đứng ở đâu cũng vững. Đàn ông bao vây quanh cô cũng nhiều. Tại sao cô cứ bám theo thằng Hiếu con của tôi hoài vậy? Từ bác, con yêu anh Hiếu thật lòng. Đời con chỉ có một mình ảnh, con không thể nào mà sống thiếu anh ấy được. Cô với nó chỉ mới yêu nhau có vài năm, có bằng tình thương mà tôi dành cho nó mấy chục năm không? Tôi không thể nào sống thiếu con trai của tôi. Bác, con biết là bác rất giận con. Con quỳ xuống. Cô đứng lên đi. Đừng hành động như vậy, tôi thấy cô giả tạo lắm. Con mồ côi, không cha không mẹ. Con xin bác, bác hãy thương con, chấp nhận con làm dâu của bác nha bác. Tôi không có diễm phúc được nhận đứa con dâu quá xảo quyệt như cô. Con phải làm gì để bác có thể tha thứ cho con đây bác? Con xin bác, bác rộng lòng bỏ qua và tha thứ cho con nha bác. Con xin bác, con xin bác cho con và anh Hiếu đến với nhau nha bác. Con sẽ làm tất cả vì gia đình của mình. Má ơi, con cần một gia đình thật sự. Con muốn được che chở, được yêu thương trong cuộc đời này. Tôi không phải má của cô, mà cô cũng không phải là con dâu của tôi. Cô nghĩ là tôi sẽ tin vào những giọt nước mắt của cô sao? Tình cảm của con dành cho anh Hiếu và cho má là thật lòng. Con không một chút dối gian. Má, con xin má là điểm tựa của con nha má. Tôi không để những giọt nước mắt của cô đánh lừa tôi đâu. Và mãi mãi tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của tôi. Tôi xin cô, hãy buông tha cho gia đình của tôi đi. Tôi xin cô đó. Phải quan sát thật kỹ, coi có dấu vết gì không. Nhớ kiểm tra phía bên kia nữa. Dạ.
Nó tới rồi kìa. Thank you.